Vâng, tôi xin chào các bạn. Tôi tên là Kim, hiện tại tôi đang là kỹ thuật viên tại công ty cổ phần OBD Việt Nam. Vâng, và như các bạn đã biết thì hiện nay ngành công nghiệp vận tải và xây dựng của nước ta rất là phát triển. Thì gắn liền với sự phát triển đó thì những chiếc xe đầu kéo, những chiếc xe tải và những cỗ máy công trình đang được đưa vào vận hành và khai thác kinh tế hiện qua nước ta. Tuy nhiên thì khi nhiều mà những cỗ máy này gặp những sự cố, những trục trặc hư hỏng thì việc gây ra những rắc rối không hề nhỏ đối với các doanh nghiệp, và đặc biệt là quá trình chuẩn đoán sửa chữa đối với các kỹ thuật viên, những người thợ chúng ta thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thì hiểu được tâm lý đó thì nhà sản xuất Shenzhen FK, một trong những nhà sản xuất cung cấp các thiết bị chuẩn đoán ô tô hàng đầu tại Trung Quốc, đã cho ra đời một sản phẩm mang tên gọi là FK3D. Thì thiết bị này được thiết kế dựa trên công nghệ chuẩn đoán hay ô tô hàng đầu tại châu Âu, được lắp ráp trên các dòng máy nông nghiệp, dòng máy công nghiệp, những xe công trình, xe tải nặng, xe tải nhẹ, và cả những chiếc xe đầu kéo, và đặc biệt nhất là dùng để hỗ trợ trên các mẫu động cơ Trung Quốc như là đông phen, quay chai, hổ vù. Vâng, và đây là thiết bị FK3D. Thì tất cả các thiết bị bên trong thì được nhà sản xuất bảo quản bằng một hộp đựng được thiết kế bằng nhựa tổng hợp khá là chắc chắn, giúp bảo quản thiết bị được tốt nhất. Và đây là module chính của thiết bị. Thì thiết bị này thì được trang bị một túi da giúp chống va đập trong quá trình chúng ta vận hành. Và thiết bị này được trang bị một màn hình cảm ứng 8 in, màn hình màu rất là dễ dàng sử dụng. Và bên dưới thiết bị thì được trang bị một máy in nhiệt dùng để chúng ta in các kết quả để báo với khách hàng và dùng để hỗ trợ xa. Bên trên thì có khe cắm thẻ nhớ và có khe cắm nguồn từ những ngọn nguồn ngoài lấy từ bình ắc quy hoặc là bồn thuốc. Và đây là các dùng đó kết nối với động lực là chúng nó các OD2. Thì đối với một số dòng xe thì không dùng chuẩn OD2 thì từ cáp này chúng ta có thể dùng một cáp phụ đối chuyển đôi kết nối từ OBD1 sang OBD2. Còn đây là một trong những điểm mạnh của thiết bị FK3D này. Nhà sản xuất đã trang bị một bộ cáp, chưa có một thiết bị đó nào hiện tại ở thị trường Việt Nam mà sở hữu đầy đủ những bộ cáp như thế này, hỗ trợ rất là nhiều dòng xe. Hỗ trợ hiện tại thì theo thông tin từ nhà sản xuất thì bộ thiết bị FK3D này hỗ trợ 61 mẫu động cơ, hỗ trợ 42 thương hiệu xe tải, có các cáp như là cáp Hitachi, cáp Dio 16 chân, cáp OD16, cáp Denso, Weichai, Man, Dongfeng, Volvo, Mercedes-Benz, v.v. Ở đây thì tôi thấy một cáp rất đặc biệt, đó là cáp Weichai. Thì mẫu động cơ các bạn đã biết thì mẫu động cơ quay chai thì được lắp ráp truyền tải lắp ráp trên mẫu động cơ xe khách 4-5 chỗ, và khi mà những mẫu động cơ này gặp trục trặc thì hiện tại ở Việt Nam mình chưa có một cái thiết bị chuẩn đoán nào có thể chuẩn đoán được lỗi, thì rất là khó khăn trong việc mở quá trình sửa chữa. Ngoài bộ cáp được trang bị kèm theo thì nhà sản xuất còn trang bị thêm một thiết bị phụ có tên gọi là Jumbo Box. Thì từ thiết bị này chúng ta có thể xuất được tín hiệu từ mặt kèn qua và hỗ trợ cho chúng ta trong việc đọc lỗi trên xe. Vâng, và đối với một số xe từ cơ cống chuẩn đoán không có hỗ trợ cấp nguồn thì chúng ta có thể dùng những bộ cấp nguồn phụ, như là bên ngoài thì chúng ta có thể dùng kẹp vào bộ kẹp nguồn vào bên.
Khi mà chúng ta làm việc trên xe thì có cái buồng lái từ 1 phút và một bộ adapter chuyển nguồn lái từ vùng điện sang chiều 220V. Một cuộn dây kèm theo thì những cuộn dây này các bạn có thể mua rất là nhiều ngoài thị trường. Vâng, mà trên hình đây là thiết bị cao đây. Vâng, và đây là giao diện mà khi chúng ta khởi động thiết bị này lên thì trong giao diện này thì nó đã có hỗ trợ các logo của từ các thương hiệu từ các hãng xe khác nhau như là Weichai, Denso, Shinchai, Wanchai, Kumin, Hino, Isuzu, Caterpillar, Venon, vâng, rất là nhiều hãng xe quen thuộc. Giao diện thì tất cả các logo của các hãng thì được nhà sản xuất đưa vào trong đây, một trong những giao diện đó là dễ sử dụng. Và đây là tổng thể của thiết bị này. Thiết bị được bao gói, tất cả các thiết bị phụ thì được bao gói trong một này, có xung quanh thì đã được nhà sản xuất đưa vào các mút giúp các hoạt động trong quá trình chúng ta quản chiếu. Vâng, và một thông tin nữa là hiện tại thì bộ thiết bị này thì được nhà sản xuất cho phép chúng ta cập nhật phần mềm miễn phí trong vòng 2 năm và bảo hành phần cứng trong vòng 1 năm. Thì các bạn có thể hoàn toàn cũng như yên tâm về cái chất lượng cũng như độ tin cậy của thiết bị này. Vâng, và nếu như các bạn có thắc mắc về thông tin về sản phẩm này và cũng như các thông tin về kỹ thuật thì các bạn có thể liên hệ với hotline tên như trên 0862 773377, 0862 777, thì sẽ được lúc đó thì được kỹ thuật viên của công ty OBD tư vấn nhiệt tình nhất. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.